Hello, xin chào các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Khách Nhân TV. Cuối mùa rồi các bạn, nhưng mà dâu thì nó vẫn lác đác. Đây là một cái câu nhật dạng như là nhật cao đó các bạn. Nhật cao thì cũng một loại nhật trùm. Mấy hôm nay thì mình thấy là cái dâu của nhà mình đấy các bạn, cái con gì mà nó cứ còn xanh nó cũng ăn. Còn mấy trước thì chín nó mới ăn, nhưng bây giờ xanh nó cũng ăn các bạn. Hôm nay thì mình vừa hái dâu tây, mình chia sẻ cái nội dung về một số các bạn lại quan tâm. Các bạn quan tâm là thứ nhất là các bạn nói là mua hạt dâu tây. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình và các bạn cũng rất là tha thiết. Tuy nhiên thì các đợt này đó các bạn, thì mình không dám hứa nữa. Tức là cái hạt dâu á, thì mình vẫn còn vài phần. Nhưng cái công việc của mình rất là bận các bạn, nó bận lắm luôn á. Mình cũng không biết là có đáp ứng được nhu cầu của các bạn không. Nhưng mà mình không dám hứa, thì cứ là các bạn nào mà có Zalo thì các bạn cứ kết nối. Nếu mà gửi được thì mình sẽ gửi các bạn nhé. Còn mình không có hứa là có hay không, nhưng mà mình còn một ít hạt Hana á. Thì nếu mà rảnh có thời gian thì mình sẽ gửi, vì mình cực kỳ bận, công việc nó bận kinh lắm. Mà nếu mà mình hứa thì mình sợ thất hứa các bạn là mình cảm thấy rất là có lỗi. Mình rất biết là các bạn rất là quý kênh của Khách Nhân TV, nhưng mà nếu như mà hứa các bạn nhé, còn lại bán là mình không có bán. Tức là mình chỉ tặng một số bạn có cái đam mê thực sự và thích kênh của Khách Nhân TV. Các bạn chia sẻ với cái nội dung của mình nhé, và kết nối với mình. Cũng là những cái bạn tha thiết thì các bạn tìm đến á, thì mình sẽ tặng. Thì mình sẽ tặng một các bạn nếu có một số hạt Hana thì còn thèm mình sẽ tặng. Còn lại là, tức là mình không hứa rồi nhá. May ra thì mình kiểm tra lại thì còn, thì mình sẽ tặng vài ba phần nữa thôi. Thì mình nhắc lại, nếu mà có tặng thì mình sẽ tặng các bạn, và các bạn tự trả thằng ship vào. Các bạn đừng có nhắn tin vào Zalo cho mình nhiều. Các bạn nếu là mình một số bạn trước á, bạn nào mà gửi trước thì mình sẽ gửi, còn bạn nào gửi sau thì các bạn thông cảm. Bởi vì khi mà làm việc các khi là mình có thời gian á, là mình sẽ tranh thủ mình đóng vài cái gói, mình viết cái bì thư mình ra, mình sẽ gửi. Mình không hứa các bạn nhá, mình không hứa, nhưng mà các bạn cứ kết nối Zalo của mình nhá, 0905243033. Bạn nào mà ấy trước thì mình sẽ các bạn nhớ nhá, tên của các bạn này, tên tuổi này, tên địa chỉ, số điện thoại, và các bạn nhớ trả tiền ship các bạn nhá. Còn mấy phần nữa thôi thì các bạn cố gắng là nhận hạt và tự gieo ha, tự gieo. Bởi vì là cái mùa này thì hạt dâu nó không còn nhiều nữa các bạn, dâu nó cũng xấu lắm, cho nên là, và hai là không có nắng và cực kỳ bận, và có thể là một cái đợt cuối mình sẽ tặng các bạn, còn lại là năm nay thì chắc là hết rồi các bạn nhá. Thôi là hết hạt dâu rồi. Đấy, các bạn thấy dâu cuối mùa thì nó như thế này ha. Dâu tây đây, dâu cuối mùa rồi nó như thế này đấy. Cái cây thì cứ cuối mùa là nó nhìn nó cối cối ạ, nó không còn đẹp lắm, nhưng mà không sao, nói chung là mình vẫn hái các bạn. Đây này, thứ nhất mình không bán hạt các bạn nhá, bạn chỉ tặng thôi, và một số bạn rất thích, nhưng mà mình cũng không bán cây, cũng không bán con, mình chỉ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình. Có những cái khó khăn của các bạn mà trồng dâu tây thì mình hay chia sẻ những nội dung vậy thôi. Và bạn nào có duyên ha, hữu duyên, và các bạn nhắn tin đến trước, xem video đến trước, và đấy thì mình còn vài phần thì mình sẽ tặng các bạn, và mình sẽ không hứa là có chắc chắn hay không, và các bạn đừng có nhắc đi nhắc lại. Mình nói á, nhưng mà bởi vì nếu mà hứa bảo tôi sẽ cho bạn nọ bạn kia thì rất là khó, nhưng mà các bạn hữu duyên thì các bạn cứ nhắn tin Zalo cho mình ha, mình sẽ sắp xếp. Và khi mà mình gửi á thì mình sẽ nhắn tin cho cái tab cộng đồng á, ví dụ như là gửi cho ai thì mình thường viết cho một cái phong bì ha, mình viết cho một cái phong bì, rồi sau đó là mình sẽ gửi đến tab cộng đồng, là mình sẽ gửi cho một số bạn. Thì sau khi các bạn nhận thì các bạn nên là vào kênh, các bạn có thể comment đã nhận được hạt dâu, và các bạn sẽ gửi lời cho mình một lời cảm ơn, thì để mình biết, và cũng như là tăng cái tương tác, cũng như là cái tâm thái biết ơn đó các bạn ha. Biết ơn có nghĩa là khi mà ai trao tặng cho mình có gì thì mình nên gửi một lời cảm ơn, đúng không? Mình gửi tặng miễn phí các bạn mà. Thì cũng như trong video này này thì các bạn có xem được thì các bạn đầu tiên là các bạn nhớ like cho mình, đúng không? Các bạn thấy không, trong những cái video á, trong những video mà mình làm như vậy á, thì mình làm có tới nhiều khi có tới 5-6 ngàn view, mà thậm chí mấy trăm view, mà chỉ có mấy cái like thôi các bạn ha. Thế thì mình nói với các bạn là mình làm kênh miễn phí để chia sẻ những kiến thức miễn phí. Nhiều khi có khi là mình làm hạt, lấy hạt dâu mà mình tặng cho các bạn cũng miễn phí, thì tất nhiên là các bạn chịu một tí tiền ship,
Nhưng mà các bạn tiếc một cái like thì mình thử sực sự các bạn thì trong cuộc sống này thì các bạn nghĩ thế nào nha ha. Đấy, cho nên là chúng ta hãy học cách là hãy biết ơn những cái gì mà chia sẻ ha. Hay là các bạn nghĩ rằng là những cái miễn phí thì nó không đáng giá, nhưng mà mình nghĩ không sao. Với mình thì cho đi thì không có tiếc cái gì đâu bạn, nhưng mà mình muốn chia sẻ những cái, làm những cái gì nó thật, nó chất lượng ha. Ví dụ như hạt dâu của mình thì hạt dâu thật, có thể là dâu không Hana thì là New Zealand, nhưng mà là chính dâu của dây của mình lấy ra để mình chia sẻ với các bạn à. Nhiều đam mê á, mỗi ngày nhân một cái hạt, niềm đam mê, hiểu duyên các bạn nhá. À, và nhắc lại các bạn là hầu như vùng miền nào thì cũng dâu cũng ra quả được các bạn nhá, chứ không phải là vùng này có quả vùng không. Nhưng mình nghĩ thì có vùng thì thuận lợi hơn, có vùng thì các bạn phải chăm sóc nhiều hơn các bạn nhá. Đấy, còn có thể nó chưa ra quả thì các bạn chăm sóc theo những video hướng dẫn của mình nhé, và các bạn tiếp tục comment ha, comment bên dưới những khó khăn của các bạn thì mình tiếp tục là chia sẻ những cái video cho các bạn cùng theo dõi ha. Các bạn comment và các bạn hỏi những cái câu hỏi cũng như là các bạn cho đi những cái kiến thức ấy. Và khi mà các bạn gặp những cái khó khăn như vậy thì các bạn comment ấy, thì các bạn sẽ được mình trả lời và cũng coi như là mình đóng góp một cộng đồng một cái ý kiến vậy đó ha các bạn ha. Và chúng ta đam mê thì gọi là đam mê đến tột cùng ha. Dù là ít hay nhiều thì chúng ta hãy cố gắng, làm chưa được thì chúng ta làm lại ha. Làm lại thì cũng như có một video mình nói chuyện với các bạn á, nếu như mà trong một đám dâu á mà chúng ta chỉ trồng được một cây sống thôi thì các bạn hãy cố gắng chăm cho một cái cây đó nó lên cho tốt và chúng ta nhân giống, và nó cũng như một tiền đồ, các bạn cứ tưởng tượng là nó sẽ tiền đồ cho một cái vườn dâu của các bạn ngày mai đó, mình tin tưởng là như vậy à, các bạn nhé. Đấy, chứ đừng có nản. Và nhiều khi cái dâu nó xấu á, đấy các bạn thấy là cái dâu mà mình trồng bằng gốc này, nó gốc xấu mà nhìn các bạn thấy ấy thì các bạn rất là nản, nhưng mà mình thì không có nản đâu, không có sao hết, cứ để cho nó tự nhiên. Và mình hay nói các bạn là trồng á, là mình hay trồng thuần tự nhiên, không có phân thuốc gì nhiều các bạn nhá. Đấy, các bạn vừa thấy mình vừa hái mà mình cầm quả dâu mình ăn luôn á, đó là các bạn thấy là chỉ có dâu do chính mình trồng nó sạch thì mình mới dám ăn như vậy các bạn ha. Đấy, chứ còn thật ra thì dâu thì mình không phải dâu mình trồng thì thật sự cũng mình cũng không dám ăn như vậy đâu, thật sự các bạn ạ. Mà dù biết nó ngon và rất nó đẹp có thể, nhưng mà các bạn lưu ý như vậy nhá. Đấy, thì thứ nhất quay trở lại là mình có nói với bạn là về cái việc thì tặng hạt dâu, nhưng mình sẽ không hứa có hay không. Các bạn cứ để số điện thoại hữu duyên, có thể đầy đủ thông tin ấy. Các bạn nên nhớ lời từ thông tin, bởi vì nhiều bạn gửi cho thông tin cho mình mà cứ nhắn qua nhắn lại, thậm chí các bạn còn không biết là nếu như mà đi gửi một cái hàng thì cần phải những cái thông tin gì, mình cũng không trách các bạn được. Nhưng mà thì đó là cái hữu duyên, bạn nào mà có cái ấy trước thì mình sẽ gửi các bạn trước thôi, còn bạn nào sau mà không ấy thì các bạn cũng thông cảm ha. Còn một vài phần gì đó mình nhớ không nhớ chính xác, nhưng mà mình sẽ tiếp tục tặng các bạn một vài phần. Đấy, chắc chắn nha, không phải hứa là cho bạn nào hữu duyên các bạn nhá, hữu duyên bằng cách là các bạn hãy gửi Zalo cho mình nhá. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhá, nếu mà chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ha.